Thưa quý vị và các bạn, đảng viên trẻ là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng và phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ, hun đúc ước mơ hoài bão, phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ngày nay, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nơi đâu cũng có những tấm gương đảng viên trẻ gương mẫu, nỗ lực thực hiện lời Bác dạy. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư để đóng góp cho sự phát triển của đảng, của quê hương, đất nước. Với tinh thần an ninh chủ động, thời gian qua, Đại úy Nguyễn Trung Hiếu đã cùng với các đồng đội trong đội an ninh công an huyện Hoàng Hóa luôn bám sát địa bàn, làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho đảng ủy, lãnh đạo công an huyện triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, với vai trò là bí thư chi đoàn công an huyện, Đại úy Nguyễn Trung Hiếu luôn thể hiện tính xung kích, gương mẫu, nhiệt tình tham gia các phong trào do các cấp bộ đoàn phát động, đồng thời luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để cùng chi đoàn tổ chức những phong trào hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, gắn với học tập thực hiện 6 điểm Bác Hồ dạy công an nhân dân. Thời gian qua, chi đoàn công an huyện Hoàng Hóa là một trong những đơn vị đi đầu trong các phong trào xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện thì ban chấp hành chi đoàn công an huyện luôn tổ chức tham gia các hoạt động về an sinh xã hội, từ thiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như các hoạt động về thăm hỏi các gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế trong xã hội, thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, các cháu nhỏ mồ côi trong các dịp lễ Tết, rồi các hoạt động về nhận nuôi các cháu mồ côi trong cái chương trình lễ em nuôi của đoàn, để qua đó thể hiện cái truyền thống là uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, là góp phần xây dựng lực lượng công an huyện Hoàng Hóa làm trong sạch vững mạnh, gắn bó đẹp trong lòng nhân dân, qua đó thể hiện cái tình cảm và cái truyền thống của lực lượng công an nhân dân. Chi đoàn công an huyện Hoàng Hóa là một trong những chi đoàn mạnh nhất thuộc ở cái khối đoàn cơ sở trong huyện Hoàng Hóa, và để đạt được điều đó thì chúng ta phải kể đến cái người đứng đầu, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, bí thư đoàn thanh niên công an huyện Hoàng Hóa. Đồng chí Hiếu gương mẫu, chuẩn mực, là một người tham gia rất nhiều phong trào đoàn, và đối với công việc chuyên môn thì đồng chí Hiếu luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và tận tụy với công việc, Đại úy Nguyễn Trung Hiếu đã nhiều lần được các ngành, các cấp khen thưởng và là tấm gương sáng trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cũng là một đảng viên trẻ của Đảng bộ huyện Hoàng Hóa, chị Lương Thị Phương, bí thư đoàn thanh niên xã Hoàng Xuân, không chỉ là một tấm gương cán bộ đoàn nhiệt tình, năng nổ, mà còn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận bởi những đóng góp tích cực cho hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Hàng năm, chị trực tiếp kêu gọi, kết nối những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài xã, hỗ trợ thanh thiếu niên, người dân gặp khó khăn bằng nhiều phần quà, suất học bổng giá trị. Riêng năm 2023, chị đoàn đã huy động được trên 150 triệu đồng để làm nhà cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng hơn 60 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Mới đây, đoàn thanh niên xã đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ hàng chục triệu đồng, tặng hơn 20 suất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đối với đồng chí Phương thì trong những năm qua và nhiều năm là hoạt động phong trào đoàn thanh niên ở quê, ở thôn Hiệu Khánh cũng như xã Hồng Xuân rất nhiệt huyết và làm rất nhiều phong trào từ thiện, ví dụ giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong nhiều năm qua, đồng chí Phương đã tạo điều kiện kêu gọi những nhà hảo tâm xây dựng, giúp đỡ nhiều ngôi nhà tình nghĩa có giá trị từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng, có ngôi nhà tới gần 200 triệu đồng. Đây là một đánh giá đối với địa phương tôi thì rất cao với đồng chí cán bộ bí thư đoàn xã, trẻ, năng động, nhiệt tình và có cái sức sống chan hòa với bà con nhân dân. Để phát huy được cái phong trào đoàn tại địa phương thì trước tiên bản thân phải nêu cao tinh thần gương mẫu và chấp hành các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà đảng và nhà nước, và nêu cao cái tinh thần học tập tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, là một
đoàn viên thanh niên và là một đảng viên trẻ phải luôn nêu cao cái tinh thần xung kích, tình nguyện, đi đầu trong mọi phong trào, đúng với lời của Bác Hồ dạy là đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, và phát huy mọi phong trào để lan tỏa đến đoàn viên thanh niên và mọi người dân, để mọi người dân hiểu và thấy được cái phong trào đoàn đó là đúng ý nghĩa và tích cực. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngại khó, không ngại khổ, chị Lương Thị Phương còn là đoàn viên, đảng viên tiên phong khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Nhận thấy trên địa bàn xã có diện tích cây sim rừng rất lớn, hàng năm cho nguồn nguyên liệu sạch dồi dào, giá trị dinh dưỡng cao. Chị đã học hỏi, nghiên cứu sản xuất rượu sim rừng từ rượu nếp men thuốc bắc truyền thống do gia đình tự chế biến. Đến nay cơ sở sản xuất của gia đình chị tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Sản phẩm rượu nếp sim rừng cũng vừa được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Thành công của chị Phương đã tiếp thêm động lực cho các đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã tích cực học tập, thi đua phát triển kinh tế, góp phần giúp địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Về phát triển kinh tế, hiện tại thì gia đình cũng có xây dựng cơ sở sản phẩm là rượu sim rừng OCOP và đã được chứng nhận sản phẩm đạt 3 sao, cũng tận thu các quả sim rừng từ các hộ dân và tạo nên cái sản phẩm thương hiệu là rượu sim rừng và mang tên là rượu sim rừng Phương Trinh. Thứ nhất là tăng thu nhập nguồn kinh tế cho gia đình, thứ hai là cũng tạo công ăn việc làm cho các lao động nhàn rỗi tại địa phương. Trong năm qua đấy thì phong trào đoàn đã góp rất nhiều cái thành công vào cái nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương. Trong đó thì chúng tôi đang tập trung xây dựng cái xã nông thôn mới kiểu mẫu của năm 2024 do huyện chọn. Đặc biệt là đồng chí bí thư đoàn rất năng động, sáng tạo, thường xuyên tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền và hệ thống chính trị để dìu dắt các em đoàn viên thanh niên cũng như lực lượng đội viên thực hiện cái nhiệm vụ ở địa phương nói chung và phong trào đoàn thanh thiếu niên nói riêng. Mỗi đảng viên trẻ, dù ở vị trí công tác nào, đều phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, gương mẫu, nỗ lực, sáng tạo trong công tác chuyên môn, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, truyền lửa cho những thế hệ nối tiếp, xung kích đảm nhận những khâu khó, việc mới, góp phần củng cố và phát triển tổ chức đoàn hội đội. Từ phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ngày càng có nhiều cán bộ đảng viên, miệng nói tay làm, gắn bó với dân, với cơ sở, đi đầu trong mọi công việc. Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả và trở thành nhu cầu tự thân. Thời gian qua, các cấp ủy cơ quan đơn vị đã quan tâm chăm lo bồi dưỡng, tạo môi trường, tạo cơ hội để đảng viên trẻ được thử thách, rèn luyện và cống hiến. Nhiều cấp ủy đảng còn thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng tình yêu, lòng tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương đất nước cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức sáng tạo hiệu quả. Việc tổ chức trao quyết định kết nạp đảng cho đảng viên mới tại khu tưởng niệm văn hóa Bác Hồ là một cái cách làm hình thức mới trong cái công tác kết nạp và phát triển đảng viên, góp phần tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ, vận động, thuyết phục những quần chúng ưu tú không ngừng giác ngộ bản lĩnh chính trị, ý thức cách mạng để rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu và có động cơ vào đảng một cách đúng đắn. Qua đó để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, đảng mạnh là do mỗi một chi bộ mạnh là do mỗi một đảng viên ra sức làm trọn 10 nhiệm vụ đã ghi trong điều lệ đảng. Trong điều kiện hiện nay, khi đất nước hội nhập sâu rộng, chịu những tác động đa chiều của quá trình toàn cầu hóa, thì việc phát huy vai trò trách nhiệm của đảng viên, nhất là các đảng viên trẻ, càng trở nên quan trọng và cần thiết. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nội dung đặc biệt quan trọng nhằm xây dựng lớp thanh niên, đảng viên trẻ thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, chủ động hội nhập, yêu chuộng hòa bình, có trí thức, sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên, xung kích tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.